Chào mừng các em đến với buổi học toán hôm nay. Trong các tiết học toán vừa qua, các em đã biết được thế nào là thể tích của một hình, biết về một số đơn vị đo thể tích thường dùng. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu để tính thể tích của một loại hình cụ thể các em nhé. Đó chính là thể tích hình hộp chữ nhật, bài 114, trang 120. Sau khi học xong bài học này, chúng ta cần nắm vững đứng những nội dung kiến thức quan trọng sau. Có biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật, tự tìm ra được cách tính và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, biết vận dụng công thức để giải một số bài tập có liên quan. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thể tích hình hộp chữ nhật nhé. Cô mời các em. Các em thân mến, để giúp chúng ta tìm hiểu biểu tượng về thể tích của hình hộp chữ nhật, cũng như quy tắc tính thể tích hình hộp chữ nhật, chúng ta cùng tìm hiểu qua ví dụ sau. Ví dụ, tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 10 cm. Đây là hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 10 cm. Người ta yêu cầu chúng ta tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Các em ạ, để tính thể tích của hình hộp chữ nhật này, tạm thời ta sẽ sử dụng những hình lập phương có thể tích 1 cm khối để xếp đầy vào hình hộp chữ nhật. Được bao nhiêu một hình lập phương 1 cm khối thì đó chính là thể tích của hình hộp chữ nhật này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xếp theo chiều dài của hình hộp chữ nhật này nhé. Theo các em, với chiều dài của hình hộp chữ nhật là 20 cm thì chúng ta sẽ xếp được bao nhiêu hình lập phương 1 cm khối có cạnh là 1 cm này nhỉ? Rất là đơn giản, vì cạnh của nó là 1 cm, mà ở đây ta có 20 cm, do đó ta sẽ xếp được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 hình lập phương nhỏ. Như vậy hàng đầu tiên ta đã xếp được 20 hình. Bây giờ cô sẽ xếp theo chiều rộng xem cần bao nhiêu hàng như thế nhé. Rất là dễ, bởi vì hình lập phương có cạnh là 1 cm mà chiều rộng của hình hộp chữ nhật là 16 cm thì chắc chắn chúng ta sẽ có 16 hàng, đúng rồi. Như vậy, lớp đầu tiên mỗi hàng là 20 hình, chúng ta có 16 hàng. Vậy lớp đầu tiên có 320 hình lập phương, có thể tích là 1 cm khối. Bây giờ chúng ta sẽ xếp tiếp lên xem được bao nhiêu lớp. Theo các em là bao nhiêu lớp nào? À, có bạn đã đoán được rồi đấy, đúng không nào? Bởi vì chiều cao của hình hộp chữ nhật là 10 cm, mà mỗi lớp này lại cao 1 cm. Chắc chắn sẽ là bao nhiêu lớp nhỉ? Nào chúng ta cùng đếm nhé. Như vậy chúng ta thấy rằng có 10 lớp. Mỗi lớp có 320 hình lập phương. Nhân với 10 lớp thì ta được 3.200 hình lập phương. Lúc này ta nói rằng thể tích của hình hộp chữ nhật là 3.200 cm khối. Như vậy, cứ mỗi lần tính thể tích của hình hộp chữ nhật, chúng ta lại phải xếp hình như vậy hả các em? Khá là phức tạp và lấy đâu ra hình để xếp đúng không nào? Vậy có cách nào để tính hình hộp thể tích hình hộp chữ nhật nhanh hơn không? Các em hãy quan sát nhé. Để tính thể tích của hình hộp chữ nhật, thì đầu tiên cô đã xếp bao nhiêu hình theo chiều dài các em nhỉ? Đó chính là 20 hình lập phương có thể tích 1 cm khối. Và đây cũng chính là chiều dài của hình hộp chữ nhật. Cô lấy 20 này. Tiếp theo, cô sẽ xếp theo chiều rộng của hình hộp chữ nhật. Cô lại nhân với 16 hàng. Đó là nhân với chiều rộng của hình hộp chữ nhật. Sau đó, cô lại nhân với số lớp là 10 này.
Đó chính là chiều cao của hình hộp chữ nhật. Chúng ta được kết quả là 3.200 cm khối. Như vậy, chúng ta vừa tính xong thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 10 cm rồi đấy. Từ đây, các bạn đã nghĩ ra cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật chưa nào? Chúng ta cùng xem cách nghĩ của các em có giống với cách tính trong bài này không nhỉ? Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Các em lưu ý cho cô nhé, là cùng đơn vị đo. Nếu như nó không cùng đơn vị đo thì các em phải đổi để nó cùng đơn vị đo rồi mới tính thể tích các em nhé. Và công thức để tính thể tích của hình hộp chữ nhật như sau. Chúng ta có A là chiều dài của hình hộp chữ nhật, B là chiều rộng của hình hộp chữ nhật, C là chiều cao của hình hộp chữ nhật và V là thể tích. Ta có V bằng A nhân B nhân C. ABC là ba kích thước của hình hộp chữ nhật. Đây là kiến thức quan trọng trong bài học các em phải ghi nhớ. Và các em hãy vận dụng kiến thức này để làm các bài tập các em nhé. Cô chào các em.